Thế Anh và Yến Ngọc xin gửi lời chào đến quý khán giả đang theo dõi chương trình Người Đưa Tin 24 giờ chiều nay. Chương trình được phát sóng vào lúc 18 giờ 30 phút hàng ngày trên kênh truyền hình Vĩnh Long 2. Chương trình chiều nay sẽ có các thông tin đáng chú ý sau đây. Hơn 1 triệu thí sinh đã hoàn thành kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023. Hai người tử vong trong vụ sạt lở đất ở Đà Lạt. Thành phố Hồ Chí Minh siết công tác đào tạo, cấp giấy phép lái xe. Bắt đối tượng lừa đảo chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng của người lớn tuổi. Điều tra vụ ẩu đả tại quán ốc khiến 5 người thương vong. Du khách thích thú với dịch vụ chèo súp ngắm vịnh Nha Trang. Mời quý vị bắt đầu theo dõi chương trình. Chiều nay, hơn 1 triệu thí sinh đã hoàn thành kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023 với môn thi cuối cùng là tiếng Anh trong thời gian 60 phút. Nhiều giáo viên nhận định đề thi môn tiếng Anh tương đối dễ thở, không đánh đố thí sinh. Cấu trúc đề bám sát đề thi minh họa năm 2023 và các đề năm trước. Nội dung ngữ pháp dàn trải, không có câu hỏi hóc búa, chủ yếu rơi vào chương trình lớp 12. Trong khi đó, các câu hỏi giao tiếp rất thực tiễn và gần gũi với đời sống. Tuy nhiên, đề thi vẫn có nhiều câu hỏi để phân hóa học sinh. Những câu hỏi khó chủ yếu rơi vào phần từ vựng và thành ngữ. Nhìn chung, chỉ cần học kỹ sách giáo khoa, học sinh sẽ dễ dàng đạt điểm 6 đến 7 điểm. Theo kế hoạch, kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023 sẽ được công bố vào ngày 18 tháng 7. Việc xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông sẽ hoàn thành chậm nhất ngày 20 tháng 7. Và trong hai ngày hôm qua và hôm nay, các thí sinh trong cả nước bước vào kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông quan trọng. Đây cũng là thời gian mà lực lượng đoàn viên thanh niên sẵn sàng hỗ trợ hết mình để các thí sinh hoàn thành tốt bài thi của mình. Ghi nhận tại huyện Lai Dung, tỉnh Đồng Tháp, các hoạt động tiếp sức mùa thi diễn ra sôi nổi. Tại trường Trung học phổ thông Lai Dung 1, dưới nắng gay gắt, hơn 30 tình nguyện viên đứng cổ vũ động viên với khẩu hiệu bình tĩnh tự tin, trao tay những chai nước suối cùng những lời động viên chúc các em thi thật tốt. Có nhóm thì hướng dẫn các bạn thí sinh qua đường đảm bảo an toàn giao thông. Mỗi một đội hình ở các điểm thi dao động từ 20 đến 30 bạn ở các mỗi một buổi tiếp sức sẽ có những cái việc làm giống như là những cái cử chỉ động viên tinh thần cho các bạn thí sinh trước khi vào phòng thi để các bạn có một cái tinh thần tâm lý vững vàng nhất. Và trao tặng đến bạn một chai nước suối. Trước khi diễn ra thi thì cũng có tặng cho các bạn là viết chì, viết mực để tham gia cái kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Hình ảnh các bạn tình nguyện viên gửi những lời chúc tốt đẹp, những cái cúi đầu cảm ơn của các sĩ tử, hay hình ảnh các tình nguyện viên lo lắng cùng lực lượng y tế hỗ trợ cho thí sinh gặp sự cố về sức khỏe và nhập viện, tiếp tục lan tỏa thông điệp nhân văn, ý nghĩa về các hoạt động của lực lượng thanh niên tình nguyện. Mới đây, thí sinh lớp 9 trên cả nước đã hoàn thành kỳ thi tuyển sinh lớp 10 công lập, trong đó sẽ có hàng ngàn em không trúng tuyển. Vậy nếu trượt lớp 10 công lập thì các em sẽ còn cơ hội học tập nào? Nhưng đây cũng đang là mối quan tâm của rất nhiều gia đình. Tuy nhiên cánh cửa cho các em vẫn rất rộng mở. Cụ thể như thế nào? Mời quý vị cùng theo dõi ghi nhận của người đưa tin. Trong khi các phụ huynh khác đang nóng lòng đợi điểm thi, chờ điểm chuẩn của con em mình, thì anh Công lại dành khoảng thời gian này để trực tiếp đến nộp học bạ cho con vào học nghề hệ 9 cộng. Cho đi học nghề, bởi vì nay mai kể cả cháu có làm doanh nghiệp hay không nữa thì vẫn có nghề ở đâu sống được. Cân nhắc các yếu tố năng lực học tập, điều kiện tài chính, trong những năm gần đây, không ít gia đình đã mạnh dạn chọn đứng bên lề kỳ thi tuyển sinh lớp 10 căng thẳng. Trước khi các cháu thi tốt nghiệp trung học phổ thông ấy, thì trường tôi đã tiếp nhận được khoảng 150 hồ sơ các cháu là đăng ký học vào hệ 9 cộng. Khoảng 5 năm gần đây ấy, thì với các cái chính sách phân luồng của nhà nước và các cái địa phương. Cái thứ hai nữa là nhận thức của xã hội. Gần đây thì cái số lượng học sinh đăng ký học trung cấp tại trường cao đẳng cơ điện Phú Thọ là có tăng lên. Đặc biệt là cái đối tượng tốt nghiệp trung học cơ sở tham gia học nghề. Tại các thành phố lớn, cánh cửa vào lớp 10 công lập càng trở nên khó khăn hơn. Thống kê tại Hà Nội sẽ có khoảng 30.000 em không vào được các trường công lập. Thành phố Hồ Chí Minh là 19.000 em. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, phụ huynh và học sinh vẫn hoàn toàn có nhiều lựa chọn khác như học tại các trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên, các trường cao đẳng, trung cấp dạy nghề, hệ giáo dục thường xuyên, cấp trung học phổ thông kết hợp học nghề, các trường ngoài công lập.
Trong đó, học nghề theo mô hình 9 cộng đang là một ngã rẽ hợp xu hướng. Các em sẽ được rút ngắn thời gian học tập, tiết kiệm chi phí và có cơ hội tham gia thị trường lao động sớm mà vẫn có thể học liên thông lên cao đẳng đại học. Vào trường nghề thì sau khi cháu học hết 3 năm thì sau khi ra trường thì cháu sẽ có được việc làm tốt hơn, cũng như là cháu sẽ có được song bằng, một là bằng tốt nghiệp cấp 3 và hai là bằng tốt nghiệp nghề. Trong cái điều kiện hiện nay thì để cho các sinh viên mà có thành thạo cái kỹ năng nghề, thành thạo cái kỹ năng lao động thì phải ra doanh nghiệp thực hành ngay tại doanh nghiệp và có cái vị trí việc làm ngay tại doanh nghiệp. Có thể thấy trung học phổ thông công lập không phải là con đường lập thân duy nhất, vẫn còn nhiều cánh cửa rộng mở đón chờ các em học sinh sau khi tốt nghiệp trung học cơ sở. Tuy nhiên, đây là thời điểm vàng, các bậc phụ huynh cần cân nhắc kỹ sở thích và năng lực của con em mình để có những hỗ trợ hướng dẫn các em mở cánh cửa phù hợp nhất để đi đến thành công trong tương lai. Liên quan đến vụ sạt lở đất xảy ra vào khoảng 2 giờ 30 phút sáng nay trên đường Hoàng Hoa Thám, phường 10, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng mà chương trình đã thông tin. Đầu giờ chiều nay, thi thể hai nạn nhân trong vụ sạt lở này đã được lực lượng chức năng tìm thấy. Theo đó, hai nạn nhân là vợ chồng, quê ở tỉnh Phú Yên, đều là công nhân. Vụ sạt lở cũng khiến 4 người bị thương. Người dân sống cạnh hiện trường cho biết khi đang ngủ thì nghe tiếng đổ rào rào rất lớn, sau đó điện bị cúp. Khi trời hừng sáng thì thấy trên đường Hoàng Hoa Thám, nhiều căn nhà đã bị một bờ ta luy cao sạt trượt xuống, dù lắp một lán trại có công nhân đang ngủ và ít nhất 3 căn nhà phía dưới. Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng cứu nạn cứu hộ công an tỉnh Lâm Đồng đã nhanh chóng có mặt. Tại hiện trường, một bờ ta luy cao trên 30 mét bị sạt lở thẳng đứng, ngổn ngang sắt thép xây dựng. Phía dưới bờ ta luy, một căn biệt thự bị đổ nghiêng, hai căn nhà khác bị ảnh hưởng. Dù việc khiến hai công nhân bị dù lắp và đã được tìm thấy vào đầu giờ chiều nay. Trước đó, vào chiều tối qua, ở Đà Lạt xảy ra mưa rất lớn, kéo dài liên tục 3 giờ. Hiện công tác khắc phục hậu quả của vụ sạt lở đang được địa phương khẩn trương thực hiện. Sau khi xảy ra vụ sạt lở đất ở thành phố Đà Lạt, chiều nay, Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng đã có văn bản hỏa tốc gửi các sở ngành liên quan và Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố, yêu cầu khẩn trương thực hiện các nội dung liên quan đến việc đầu tư xây dựng công trình trên mái ta luy có độ dốc cao, có nguy cơ sạt trượt trên địa bàn, như khẩn trương kiểm tra, đánh giá việc cấp giấy phép xây dựng công trình, kiểm tra toàn bộ quá trình thi công, kiểm tra công tác giám sát thi công công trình theo giấy phép được cấp. Ngoài ra, Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng cũng đã yêu cầu tạm đình chỉ công tác đối với trưởng phòng quản lý đô thị thành phố Đà Lạt. Liên quan đến tai nạn đuối nước, hôm nay, lực lượng cứu nạn cứu hộ công an tỉnh Bình Phước phối hợp Ban Chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn thành phố Đồng Xoài đã tìm thấy thi thể bé trai mất tích khi cùng bạn đi tắm tại khu vực suối Rạc. Trước đó, vào chiều qua, bé trai HNM 10 tuổi và NQB 9 tuổi cùng ngụ xã Đồng Tiến, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước đi tắm ở khu vực suối Rạc, đoạn thuộc ấp Cầu 2, xã Đồng Tiến, huyện Đồng Phú, giáp ranh với phường Tân Thiện, thành phố Đồng Xoài, thì bất ngờ bị nước cuốn trôi. Lúc này, ông Nguyễn Văn Đón, 60 tuổi, ngụ phường Tân Thiện, thành phố Đồng Xoài, nghe tiếng kêu cứu từ dưới suối Rạc nên đã xuống cứu cháu B đang bấu víu vào cành tre khô, cách bờ khoảng 2 mét và đưa lên bờ an toàn. Sau khi biết còn cháu em M dưới suối, người dân đã trình báo công an, đồng thời tổ chức tìm kiếm. Nhận được tin báo, lực lượng cứu nạn cứu hộ công an tỉnh Bình Phước phối hợp cùng đơn vị liên quan tìm kiếm dọc bờ suối. Đến khoảng 8 giờ 30 phút sáng nay, thi thể cháu em M đã được tìm thấy và đưa lên bờ, cách khu vực nạn nhân mất tích khoảng 100 mét. Chính phủ vừa ban hành nghị định quy định mức thu lệ phí trước bạ đối với ô tô, rơ móc hoặc sơ mi rơ móc được kéo bởi ô tô và các loại xe tương tự ô tô được sản xuất lắp ráp trong nước. Theo đó, từ ngày 1 tháng 7 năm 2023 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2023, mức thu lệ phí trước bạ đối với ô tô, rơ móc hoặc sơ mi rơ móc được kéo bởi ô tô và các loại xe tương tự ô tô được sản xuất lắp ráp trong nước bằng 50% mức thu hiện hành. Trước đó, theo tính toán của Bộ Tài chính, việc giảm 50% mức thu lệ phí trước bạ sẽ khiến nguồn thu ngân sách từ lệ phí trước bạ ô tô hụt khoảng 9.000 tỷ đồng.
Tuy nhiên, quyết sách giảm 50% lệ phí trước bạ sẽ giúp các doanh nghiệp ô tô trong nước bớt được gánh nặng về chi phí, qua đó tập trung hơn vào hoạt động sản xuất kinh doanh, góp phần thúc đẩy phát triển công nghiệp ô tô. Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh vừa giao Sở Giao thông Vận tải thành phố chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tăng cường quản lý, phòng chống tiêu cực và nâng cao chất lượng công tác đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Theo đó, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh giao Sở Giao thông Vận tải chủ trì phối hợp với Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Công an thành phố, Ủy ban nhân dân các quận huyện và thành phố Thủ Đức triển khai các biện pháp cụ thể nhằm tăng cường công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực và quản lý chặt chẽ công tác đào tạo, sát hạch, cấp đổi giấy phép lái xe trên địa bàn thành phố. Sở Y tế được giao chủ trì phối hợp với Sở Giao thông Vận tải chỉ đạo cơ sở y tế khám sức khỏe cho người lái xe, có cơ chế kiểm soát chặt chẽ, không để xảy ra tình trạng cấp giấy phép lái xe cho người nghiện ma túy, người không đủ năng lực hành vi sức khỏe. Thành phố cũng giao Sở Nội vụ, Sở Giao thông Vận tải phối hợp chặt chẽ, khẩn trương rà soát, ưu tiên bố trí, tăng cường công chức nhân sự tại phòng chuyên môn làm nhiệm vụ quản lý đào tạo, sát hạch lái xe, đảm bảo đáp ứng yêu cầu. Tiếp theo chương trình Người đưa tin 24 giờ là những thông tin đáng chú ý sau. Bắt đối tượng lừa đảo chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng của người lớn tuổi. Điều tra vụ ẩu đả tại quán ốc khiến 5 người thương vong. Du khách thích thú với dịch vụ chèo súp ngắm vịnh Nha Trang. Mời quý vị tiếp tục theo dõi chương trình. Hôm nay trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh người đàn ông trung niên đi xe đạp đến một cửa hàng bán sữa trên địa bàn quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh lấy trộm hơn 20 triệu đồng. Qua xác minh, sự việc xảy ra vào một buổi chiều mới đây tại cửa hàng bán sữa nằm trên phường Hiệp Tân, quận Tân Phú. Chị T, 38 tuổi, chủ cửa hàng cho biết, thời điểm này chị đang sửa chữa điều hòa trên lầu, thì có một người đàn ông trung niên đi xe đạp đến trước cửa hàng, sau đó vào trong lục tìm tại quầy thu ngân, lấy sắp tiền hơn 20 triệu đồng rồi rời khỏi hiện trường. Toàn bộ vụ việc chỉ diễn ra trong vòng 30 giây và được camera an ninh ghi lại. Đại diện Công an phường Hiệp Tân cho biết đã tiếp nhận tin trình báo và đang lập hồ sơ theo quy định, đồng thời đã trích xuất camera, lấy lời khai những người liên quan để làm rõ vụ việc. Với hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đối tượng Trần Thị Ngọc Dung, sinh năm 1973, trú tại thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương, đã bị công an huyện Bào Bàng, tỉnh Bình Dương bắt giữ. Đáng chú ý, nạn nhân mà đối tượng này nhắm đến là người lớn tuổi, sống một mình. Theo điều tra, ngày 23 tháng 6 vừa qua, khi phát hiện một người phụ nữ hơn 80 tuổi, trú huyện Bào Bàng, ở nhà một mình, đối tượng Dung đến gọi mở cổng và tự xưng là bạn của con bà, và cho bà 10 triệu đồng vì vừa trúng vé số. Dung cũng yêu cầu cụ bà dẫn vào nơi cất giữ tiền để đề phòng mất trộm. Tin lời đối tượng, bà cụ dẫn Dung vào phòng ngủ chỉ chỗ cất tiền. Lợi dụng bà cụ không cảnh giác, Dung đã chiếm đoạt số tiền và vàng có tổng trị giá khoảng 250 triệu đồng, rồi nhanh chóng tẩu thoát. Khi bà cụ kiểm tra lại thì phát hiện toàn bộ số tiền vàng tiết kiệm đã bị mất nên trình báo công an. Vào cuộc điều tra, lực lượng công an đã bắt giữ đối tượng khi đang lẩn trốn tại nhà ở khu phố 4, phường Chánh Nghĩa, thành phố Thủ Dầu Một, cùng số tiền hơn 181 triệu đồng và nhiều tài sản là tang vật có liên quan. Tại cơ quan công an, Dung thừa nhận với thủ đoạn tương tự, Dung đã gây ra hơn 10 vụ án trên địa bàn tỉnh Bình Dương và tỉnh Bình Phước với tổng số tiền chiếm đoạt khoảng 400 triệu đồng. Dung là đối tượng từng có một tiền án về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Hôm nay, Công an quận Bình Tân phối hợp cùng các phòng nghiệp vụ Công an thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục điều tra nguyên nhân, lấy lời khai những người liên quan đến vụ hỗn chiến tại quán ốc khiến 5 người thương vong. Khoảng 1 giờ rạng sáng nay, hai nhóm người đến quán ốc trên đường Lê Văn Quế, phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân nhậu, rồi bất ngờ xảy ra mâu thuẫn dẫn đến ẩu đả, khiến một người tử vong, 4 người bị thương. Lực lượng chức năng đã phong tỏa quán ốc và 4 căn nhà liền kề để khám nghiệm hiện trường. Các trinh sát cũng thu thập dữ liệu camera an ninh dọc tuyến đường để truy xét nghi phạm. Thưa quý vị, nước ta đang có sự tăng trưởng rõ rệt về số lượng khách du lịch quốc tế so với năm ngoái, với hơn 5,5 triệu lượt trong 6 tháng đầu năm, và Hà Nội là một trong những địa phương đón lượng khách quốc tế tăng cao. Theo báo cáo của Sở Du lịch Hà Nội, trong tháng 6 này, Hà Nội đón khoảng 2,21 triệu lượt khách, tăng 5% so với cùng kỳ năm ngoái.
Ước tính 6 tháng đầu năm nay, tổng khách du lịch đến Hà Nội đạt 12,33 triệu lượt khách, tăng 42% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, khách du lịch quốc tế ước đạt 2,03 triệu lượt khách, khách du lịch nội địa ước đạt 10,3 triệu lượt khách. Tổng thu từ khách du lịch ước đạt gần 45.000 tỷ đồng, tăng 74,4% so với cùng kỳ năm trước. Theo dữ liệu trên các công cụ tìm kiếm trên Google trong 2 năm qua, Hà Nội là thành phố giành vị trí top 1 điểm đến cho chuyến du lịch một mình tại châu Á, với số lượt tìm kiếm du lịch một mình tăng trưởng đến 946% so với cùng kỳ năm 2022. Hà Nội cũng là điểm đến an toàn hàng đầu Đông Nam Á cho du khách. Những ngày vừa qua, hình ảnh các thuyền súp đủ màu sắc đã thu hút nhiều du khách khi đến với thành phố biển Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Du khách cảm thấy thích thú vì được trải nghiệm chèo súp, lại được thư giãn khi có dịp ngắm vẻ đẹp của vịnh Nha Trang, nhìn từ ngoài biển. Đây là dịch vụ mới xuất hiện tại thành phố biển Nha Trang để du khách có dịp trải nghiệm ngắm vịnh Nha Trang, một trong 29 vịnh đẹp nhất thế giới. Thế nên, dù mới đưa vào hoạt động, dịch vụ chèo súp ngắm vịnh Nha Trang đã thu hút nhiều du khách đến du lịch tại thành phố biển này. Nhằm nâng cao ý thức, nhận thức để thay đổi hành vi cộng đồng bằng việc phân loại, tái sử dụng rác, thu gom rác, qua đó thúc đẩy kinh tế tuần hoàn và phát triển bền vững, thời gian qua các cấp các ngành thành phố Đà Nẵng đã triển khai cho các quận huyện trên địa bàn tổ chức các ngày hội thu gom rác tái chế, lấy rác đổi cây xanh. Thì những hoạt động thiết thực này đã nhận được sự hưởng ứng tích cực của đông đảo người dân thành phố. Ngay từ sáng sớm, hàng trăm người dân tại quận Thanh Khê đã tập trung những giỏ chai, lon, bì cát tông thu gom được từ một tuần qua về điểm tập kết bên bờ biển Nguyễn Tất Thành. Cùng với đó, các hoạt động dọn vệ sinh môi trường trên biển, trên sông cũng được người dân tại địa phương đồng loạt thực hiện. Thông qua cái hoạt động này để tuyên truyền cho dân trong cái thực hiện phân loại rác thải tại nguồn, chứ còn thực ra đó hiệu quả và giá trị kinh tế nó không phải là lớn, mặc dù có nhưng mà không phải là lớn, thì tôi cho rằng đây là một việc làm rất có ý nghĩa. Mong muốn là hình thành một cái thói quen trong cộng đồng dân cư, làm thế nào để phân loại ngay tại nguồn đối với rác thải trong sinh hoạt của mình. Nó đi theo cái chuỗi rác thải, nó vừa mang lại cái giá trị và cũng góp phần trong cái công tác là quản lý rác thải của thành phố. Cùng với các cấp, các ngành, các địa phương, hoạt động đổi rác lấy quà là một trong nhiều phong trào ý nghĩa được Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp ở thành phố Đà Nẵng triển khai xuyên suốt. Việc làm nhỏ nhưng mang ý nghĩa lớn, góp phần nâng cao ý thức của cộng đồng về bảo vệ môi trường và lan tỏa thông điệp bảo vệ môi trường từ những việc làm nhỏ hàng ngày trong cuộc sống của chúng ta. Ngày hội này sẽ nhận được cái món quà, ví dụ như món quà là một cái thố thủy tinh hay là món quà từ một cái túi được làm từ những sản phẩm thân thiện với môi trường để sử dụng đi sinh hoạt hàng ngày. Thời gian qua, thành phố Đà Nẵng đã đồng loạt tổ chức những ngày hội môi trường cấp quận để thu gom rác tái chế. Các chương trình thu đổi, thu gom rác là một trong những hoạt động bảo vệ môi trường được Đà Nẵng triển khai thường xuyên với ý nghĩa thiết thực nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm bảo vệ môi trường của người dân, qua đó góp phần lan tỏa ý thức trách nhiệm của cộng đồng trong công tác bảo vệ môi trường, chung tay xây dựng môi trường sống xanh, sạch, đẹp. Thưa quý vị, thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Người đưa tin 24 giờ hôm nay của Đài Truyền hình Vĩnh Long. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.